À, chào anh em, lâu quá rồi không làm lại cái clip nào hết, tại vì sao? Dịch rồi bão lũ miền Trung rồi. Nó khó khăn lắm, kinh tế nó khó khăn, tôi không mua được cái gì làm hết. Ngày hôm nay để xem bên Trần Đình Phú có gửi cho mình mấy cái mặt hàng để mình làm hướng dẫn, nói chung là làm review cho bà con xem. Rồi, ngày hôm nay thì mình có cái gì trong cái thùng này? Cái thùng khá là to, khá là bự ha. Ngày hôm nay trời mưa lắm, tạnh mưa xíu mình mới làm. Đây thành phố này, Bình Phước này, và Phước Lý tận được Long An đó, chỉ của thành phố đó. Bây giờ mình sẽ khui thùng xem trong cái thùng này có cái gì. Nói chung là có điều kiện là mình sẽ mua về cho mình review, mình làm bài viết, làm bài đánh giá cho mọi người xem ha. Nhiều sản phẩm lắm, mình không biết trong này là nó có cái gì nữa không. Rồi. Mình mua nhiều đồ lắm nha. Mình mua chỗ khu phố này á, thì lúc nào cũng được giá tốt ấy. Nó bán lẻ thì như họ bán sỉ vậy đó. Tôi muốn mua hàng giá tốt thì có liên hệ với khu phố này. Đặc điểm nhận diện của tôi khu phố thì dễ dễ lắm, mấy bạn đến Long An đến cái địa chỉ đây à, đến ai ở trong Long An á, thì đây đến Phước Lý Cần Giục á, thấy có đứa nào mà xăm nửa con rồng nửa người á là thú á nha. Đặc điểm nhận biết dễ nhất của khu phố rồi. Đi chiếc Rider 150. Đây là cái thùng. Wow, thùng khá là bự. Xem trong thùng này có cái gì. Làm rất là chắc chắn. Hôm nay trời mưa lấy hàng về cũng khó khăn. To kinh nhỉ. Có dữ vậy. Nhưng mà dữ đây. Trong đây có cái hai cục đe, hai cục nâu nâu và cục màu trắng. Wow, mình có ngay một cái bộ bit BLX C9 hàng loại 1 à. Đây là BLX C9 và đây là gì. Hình như là loa à, đúng rồi, loa chính xác là loa luôn. Loa này chắc là loa 20 của ông chú đặt mua. Rồi đây là Shure BLX C9 dòng tàu China. Còn Shure mà chính hãng mà của thằng Malai á thì nó đến tầm mười mấy triệu lận ha. Là cái dòng dòng BLC à, nói chung là mình quay mất rồi. Cái dòng đó là 7.9 triệu có, 19 triệu có ha. Ha, cái đầu khá là hầm hố, sơn sần, được sơn sần khá là đẹp ha. Wow, chi tiết hoàn thiện cũng khá là ok. Đồng hồ trong này có hiển thị tần số đàng hoàng. Này không biết có set đổi tần số không thì mình chưa rõ. Nút volume vặn sật nghe nó rất là thích. Rồi, có cho thêm một cặp pin. Đây là hai tay cầm. Bỏ hai tay cầm ra. Hai cái tai mic. Tai mic này thì chống lăn hơn. Dây 6 ly. Adapter này thì khá là nhẹ, thì dòng này khá cũng nó không đắt lắm. Đây nó chạy nguồn thấp. Không phải những cái adapter quá nặng. Ok, bây giờ mình sẽ để cái thằng số
bỏ lên. Đó. Bây giờ mình sẽ gắn vào. Đây là mic BLX-C9. Cái này hơn 1 triệu thôi. Nếu các bạn muốn thử mua bốn hàng loạt một nha. Còn cái hàng mà họ hàng kia là có 800 mấy à. 800 mấy là bán lẻ. Còn Phú không biết bán như thế nào. Rồi. Mình sẽ gắn vào ăn tem. Ồ. Cái ăn tem này giống như cái ăn tem của thằng U Lưới. Rất là ngon. Sực sực đã. Cảm giác cái gì đó nó xịn xịn, nó rẻ mà nó xịn xịn hơn. Wow. Khá là chuyên nghiệp. À, ngon. À, sau này mình có cổng nguồn. Đây là cổng nguồn. Đây là hai cổng 6 ly ha. À, là hai cổng cảnh nông. Này, mic A, mic B, output đây. Rồi, còn đây là cái cổng AB output cho cổng 6 ly ha. À. Rồi hết, trước này có nút nguồn. À, nút nguồn nó nhấn bình thường chứ không phải là nút nhấn tạt kia. Cũng chấp nhận thôi, tại vì nó giá nó khá là rẻ. À. Tay mic, đây là tay mic. Wow, sơn giới, nó bóng lá, sơn giới luôn, đẹp, kim tuyến lấp. Cái tem này không thích cho lắm. Xem cái đầu. Oh, đầu đây là đầu Subu. Đầu này là đầu Subu. À, đầu này thu tiếng cũng khá là tốt. Nếu cảm nhận trong những cái mic giá rẻ thì cái đầu này thu tiếng rất là tốt. Ok. Rồi. Đây là bỏ pin kiểu đối xứng hai bên chứ không phải là bỏ pin thẳng hàng. À. Đây này bằng nhôm, thân này vẫn bằng nhựa chứ không phải là bằng nhôm. Tuy nhiên tại vì giá nó tầm hơn 1 triệu thôi mà không đòi hỏi lắm được, nhưng mà trong cái tầm giá đó thì cái này khá là ngon rồi. À, bây giờ mình sẽ kết nối thử với lại cái mixer. À, mình alo bà cô chú bác xem thử nó như thế nào. À, bây giờ trong lúc chờ đợi thì mình tạm dừng để mình kết nối. Rồi. Bây giờ mình sẽ test thử hai cái tai mic của thằng BLX-C9 này. Ok chưa? Đó, hai cái mic. Rồi. Để xem mà mình kết nối loa vi tính thôi. Đây. Loa vi tính thì nó hơi bị nhiễu, hơi bị ò ha. Test thử hai cái tai mic. Bật cái này. Ồ, bật lên luôn. Nó hay gì đó. Bật cái lên luôn, nó giống cái kiểu micro lo kiểu. Bắt đầu. Về vật cho nó dễ nghe. Đi một hai bốn sáu. Cái tiếng nó ra nó hơi nặng về âm bass quá, nó nhiều bass quá, cái micro nó nhiều bass quá. Đi một hai bốn năm sáu sáu. Đi một hai bốn năm sáu. 6789. Đi. Cái mic này thì nó thiên về cảm bát quá nhiều. À, để xem hai cái mic nó giống nhau thế nhỉ. Đi 12. Để bát nhiều nữa. Đi. Nếu hát karaoke gia đình thì nó hợp lý. Tại vì người ta thích bát với test, còn cái tiếng mic cái tiếng vocal họ cái khác. À, đa số dàn karaoke gia đình là như vậy. Đi 12 4 6 7 8 9 10. Đi. Bạn có tiếng
trồng lên cái cốt lên lên giữa này, tép lên giữa này. Thường thường nếu mà u vị cái là mình vặn về hướng 9 giờ thôi. Đây, mình thường u vị mình chỉ vặn về đây thôi này. Nhân thành này mình sẽ vặn lên hướng 12 giờ. Lên 1, 2, 4, 5, 6. Cái lực bát ra quá nhiều là sai, gây ra những cái loa mình công suất nhỏ. Nào, cái tiếng rịch rịch rịch, thỉnh thoảng trong cái tiếng ca có tiếng rịch 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 cho nó thỉnh thoảng rồi. Nghe kỹ mới thấy. Lên 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Lên. Lên đầu tiên, lên. Tập tí cũng là như vậy. Lên. Lên vào trong hú tốt không? Ồ, nó có giảm hú luôn nè. Để sát lại không hú nè. Đó, ngay đầu lon nè. Nên nói chung là nó hạn chế hú. Trong hú hoàn toàn thì nó sẽ không trong hú đâu. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đa số thì dàn karaoke gia đình thì họ cắm cái jack Soli. Nhưng ở đây mình không thích cắm cái jack Soli. Tại vì cái tiếng ra mình không thích. Mình thích cái tiếng ra qua jack đồng rồi. Âm thanh nó ra nó nghe. Nói chung là mình thích hơn rồi. Cái còn nó như thế nào thì đôi khi nói ra nhiều người nói thằng này kia. Mấy ưu ý nghe nặng lắm. Trời trời. Này. Nhiều người thắc mắc hỏi tại răng bỏ cái giấy vô chi, không phải nó bị lỏng bị lỡ chi đâu, mà bỏ giấy vô cho đỡ ái nè. Nói chung là cái con pin nó đỡ rung rung lắc lắc là gây hiện tượng nóng pin, nhanh hết pin. Với lại hạn chế ra nước. Đây. Bỏ ưu ý lên cho mọi người nghe. Lên 1, 2. Không nghĩ cho những cái gì đến nó không có là, nói chung là nó không có thiên về bắt quá à, nó thiên về vocal là nhiều. Lên 1, 2. Lên 1, 2, 4, 5, 6. Lên 1, 2, 4, 5, 6. Đó là tiếng của ưu vị. Nó bắt nó rất là ít. Không có nhiều. Đây, còn thằng BLX này là vào là không có gì mà bắt luôn. Bắt không là bắt. Nếu mà cái tiếng nó như vậy là chỉ thích hợp dùng cho những dàn karaoke gia đình thôi. Thì âm thanh thì mình nghĩ dùng UGX cũng ok hơn. Còn là dùng cái UG loại mic 980. Lên 1, 2, 4, 5, 6, 6. Lên 1, 2, 2. Lên. Okay. Lên 1, 2, 4, 5, 6. Đây là BLX C9. Hôm nay trời mưa chỉ làm vậy thôi. Chào mọi người nha.